đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long vào buổi tối rực rỡ và lung linh hơn bởi các đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn LED thông minh thay thế cho đèn chiếu sáng bằng sợi đốt. Hiện đã có 18 tuyến đường trên địa bàn thành phố Hạ Long được lắp đặt loại đèn mới này với tổng số trên 4.000 bóng đèn. Không chỉ giúp tăng hiệu quả chiếu sáng, thông qua mạng Internet di động 3G, các đèn LED có thể kết nối với trung tâm điều khiển và giám sát. Quá trình vận hành tắt đèn đều tự động hóa thông qua các phần mềm ứng dụng trên máy vi tính. Trước kia thì bật tắt các tủ điện thì phải là người công nhân phải đi đến từng tủ, kiểm tra từng tủ, từng vị trí tủ trên toàn thành phố. Có trung tâm để đưa vào hoạt động thì giảm bớt được sức lao động của con người và có thể bật tắt ở trên trung tâm điều khiển được luôn, không cần phải đi xa. Theo tính toán của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, ngoài giảm chi phí nhân công vận hành, hệ thống đèn LED thông minh còn tiêu thụ ít điện năng hơn so với hệ thống đèn cũ. Tiết kiệm được trên 76.000 kWh điện mỗi tháng, tương ứng với số tiền 150 triệu đồng. Ban quản lý dự án đầu tư thành phố sẽ tiếp tục đầu tư các cái tuyến phố còn lại nhằm mục đích là từ nay đến năm 2020 là hoàn thiện toàn bộ cái hệ thống chiếu sáng thông minh trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm các khu vực như là trọng tâm như là khu du lịch Bãi Cháy, như là các địa bàn các phường Hà Khẩu, Dương Đáy, như là một số phường bên miền Tây. Ngoài đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống đèn thông minh, thời gian tới thành phố Hạ Long còn tiếp tục triển khai lắp đặt thêm các điểm phát internet wifi miễn phí tại di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu du lịch, hướng đến mục tiêu xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch thông minh vào năm 2020.